Ok, hôm nay cả nhà mình ăn tôm hùm nữa, đại gia đình ơi. Hôm nay mình đi chợ thấy tôm này ngon quá, mua về làm ăn xào mì. Chứ đấy con, mua được 5 con. Ok, nó không có gì ăn răng ăn đỡ tôm hùm đi. Tôm hùm mà ăn đỡ. Tôm ăn đỡ rồi. Đây xào mì với lại rau cải ngọt với lại cần hành tây. Thích ăn nấm đùi gà mà không có, cả chợ không có. Giờ mình làm nước sốt sẵn để mình làm mì xào. Đây là chị thợ nấu đây. Bây giờ anh phụ em rửa mấy cái tắm rửa cho mấy cái con đó đi. Tắm Ok. cho nó sạch. Con thích không? Thích ăn không? Dạ. Ok. Rồi để ba làm nha. Thằng đó đâu Bây giờ bắt đầu mình rửa. Mình rửa xong mình làm tới đâu mình quay tới đó cho cả nhà xem nha. đang xào nha cả nhà. Này là mình xào chung với gừng, tỏi với gia vị sốt của mình. Đợi nó chín cái mình vớt ra rồi mình bỏ mì vô mình trộn ha, mì với rau. Giờ nó được rồi nha cả nhà, mình vớt ra nha, rồi mình sẽ xào mì nha. Giờ mình bỏ mì vô mình xào nha cả nhà. Này xào chín rồi nè, xào gừng hành tỏi chín rồi nè. Giờ mì xong cái mình bỏ rau này vô, xong cái mình trộn này chung vô rồi gấp ra dĩa ăn. Rồi cộng mì bây giờ được rồi cả nhà, nó mình xào nó khô khô nó vàng vàng rồi nè. Giờ mình bỏ rau vô nha, bỏ rau vô quá trời luôn, chủ yếu ăn rau nhiều hơn mì cả nhà ơi. Lên quá trời rau luôn, chủ yếu ăn rau ngon ha. Khá ngon, có chất lượng luôn. Cái này thiếu nấm, cái nấm đùi gà mấy đứa nhỏ thích ăn mà đi chợ bữa nay không có. Có cần cần với lại hành tây với lại cải ngọt. Trời ơi nó vàng dữ luôn nè, giòn ngon á. Sao mà giòn nổi. Ở nhà hàng cái chảo người ta to mà, người ta xào mỗi lần mình order một phần thì có cái gì chút xíu à nó mới ra nổi, còn đây mình xào một chảo vậy mà sao giòn nổi. Chẳng thấy mì đâu, toàn thấy thấy nó lấp tờ không. Ok, giờ chín rồi, mình mời cả nhà cùng ăn nha. Hấp dẫn quá, này 5 con. 5 con 5 lobster, con, 2 bịch 5 rau, tôm hùm. một bịch mì, hai củ hành. Rồi, nó thèm dữ rồi. Thằng Thằng nó đó thì nó thèm dữ rồi. hảo mấy đồ biển. Rồi. Rồi, mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Mời ăn. Mới mua cái điện thoại iPhone 14 cho nên giờ mình mua tôm hùm mình rửa điện thoại nha. Kỳ vậy. Tôm hùm rửa điện thoại. Lâu lắm rồi không có ăn nữa. Đợt trước mình xào miếng nha. Con ăn thịt nó mới đậu. Nó thích ăn mấy cái cạnh cạnh đầu đầu vậy đó. Đầu có xương. Nhà mình làm không có mặn không? Vừa ăn hả? Cái này là nó bị mặn cái thịt của nó chứ không phải do em đâu á. Vừa ăn. Tại cái đó chưa phải. Vậy 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 không sao không, bỏ bỏ sao bỏ đâu. Vô cái dĩa thôi. Giờ mình ăn mì nha, cái cả nhà xem mì nó thấm làm sao đây. Mì với rau có làm lấy dĩa bỏ tôm ra bớt không, có mấy người mà ăn nhiêu đây là mệt luôn á. Còn lấy nó đi em, cho phút bo. Đeo bây giờ xin nước ra ăn, biết còn nước ra rồi ha. Mà không, chịu không.
Em ăn thử đầu của nó ấy không? What the water? Ăn thử đầu nó cạn không? Em ăn đầu nè. Còn nước trong cái càng này ăn. Càng để chút ba làm cho, con ăn thịt đi. Cái đó chút ba con bể cho con hơi cứng. Ngon quá cái này đây. Cơm mình ngon. Ăn thịt. Ăn một con là no rồi. Ở đem lấy thật nhiều con. Quá trời luôn. Lấy 4 con thôi chứ không nói không. Sợ cho em thêm một con nữa, con cái á. Muốn chín. Vừa ăn. Có gừng nó thơm hả? Ừ. Cái chảo mình nhỏ với lửa mình không bằng cái này hàng á. Cái này gọi là tôm tôm càng xào mì. Không mì, ăn được lắm đó nha. Từ nhà mình chạy xuống Phila hết 1 tiếng đồng hồ. Phila đẹp kia. Mình chặt ra chín nó bể hết chưa? Đi chợ. Mà nay thêm có nó có tôm này. Ngon quá, số con múc ra nè quá. Múc cho nó đi. Múc ra không? Tại vì mà tôm nhiều quá nó múc không được á. Để càng chút ba đập ra cho anh. Biết nó ăn gì không? Gì? Lấy cái đầu đó nó ăn gạch. Gạch đó hả? Rồi con ăn đi. Rồi thằng Mỹ. Thằng nhỏ để bên Mỹ. Biết ăn gạch. Mỹ con. Mỹ con. Trên này gọi cho. Trời ơi gạch nè. Gạch nè cả nhà. Rồi em thôi, gạch nè. Rồi, trời ơi gạch nè. Này con. Nó cũng thích ăn gạch luôn. Ăn mẹ con. Ăn rồi say luôn. Nè. Ngon không? Con nói là sao? Ăn xong đã, ăn xong có thịt đã. Con nói là sao? Cảm ơn. Thôi người ơi. Em ăn cái đầu thấy mặn anh. Thì cái tại vì cái loại này nó ở dưới nước mặn mà. Thì chắc mình phải luộc cho nó ra đi. Nó ra thì mình nó xào. Lần trước á là mình chiên. Mình rắc cái xíu bột cho mình chiên xong rồi mình mới làm nước sốt mình xào vô. Lần này không có chiên là ngày tối quá rồi. Luộc sơ qua cho nó chín rồi chặt ra là xào luôn. Có gạch. Gạch. Rồi, em thích ăn gạch cho em nè. Cảm ơn anh. Rồi. Em ăn cái đậm thế mà. Trời thịt. Ủa có uống bia gì không vậy? Ăn này hơi bị mặn, có uống bia. Để lấy bia uống. Ở trong đó có bia lạnh nè, để lấy. Rồi, ngon. Wow. Thật. Beautiful. Thịt nó ngon. Coi nè, chịu ăn lắm. Ba người cắt cho. Đổ hết hai dĩa xương rồi đó. Cắt càng để cho ông ăn. Ngon con. Tâm hồn uống lắm. Ba cắt. Thích ăn lobster. Ba là ăn tượng trưng thôi. Ba không ăn nhiều. Ăn mì đi con. Nó không thích mì lắm, mì xào. Mẹ đổ hai xương rồi nè, hai dĩa xương. Cái gì con? Cẩn thận. Mua về nhà chủ tịch cho làm ăn có mấy chất lượng ha. Cái gì con? Đi khéo phụ. Chắc có vỏ trong đó rồi. Tời no rồi phải không? Ăn no rồi, nói là sao? Nói con cảm ơn ba mẹ. Con xin chào cả nhà. Con ăn no rồi. Bây giờ con đi chơi. Đi. Nó tiểu, ăn tâm tiểu. Con no dữ rồi. Ăn nhiều quá. Ăn tâm hồn nhiều quá bị
bị xỉu quá con. Ăn nhiều quá cả nhà đi. Nó ăn nhiều nhất. Mình ăn xương ăn nó hảo. Ngậm lấy cho 4 cái đầu mình em. Nó có bẻ ra nó ăn gạch xong nó thả đầu xuống. Nó bẻ ra nó ăn gạch xong nó thả xuống. Nó xúc miệng mấy con. Mua trúng mấy con này nó chết, ăn nó ngon. Ừ. Nó có gạch. Giờ biết lựa rồi. Cái mình to, cái đuôi to, cái càng nhỏ là con cái. Còn con đực á, cái mình nhỏ, cái đọc cái càng to. Ừ. Mình thì mình thích ăn cái chứ Mỹ nó thích ăn đực. Ừ. Cua cũng vậy, nó thích ăn cua đực, không thích ăn cua cái, không thích ăn cua gạch giống như mình. Mình đi mua mình lựa cua cái. Cho nên cua cái của Mỹ bán rẻ hơn cua đực. Cua đực nó bán mắc hơn. Cái gì đây? Hình như cái nó nói thịt cua, nó ngon hơn. Thịt cua đực mắc ngon hơn ha. Ừ. Cái nó đẻ là thích ngon. Ngon không? Quá là nhiều luôn cả nhà đi. Ăn quá trời luôn, 5 con tôm hùm mà ăn còn nhiêu đây không? Đợt trước mua 4 con, đợt này mua 5 con. Thật nè. Còn thịt phanh nhiều lắm á. Thịt quá trời luôn. Nãy giờ là ăn đầu, ăn càng. Thịt quá trời thịt luôn. Tối đi về nó ăn ít à. Nó ăn nhiều không? Ngày tới ngày mai nó không hết. Ừ, sáng mai. Nhưng mình nhờ có ăn cái này kèm mì và rau vô á, nó đỡ ngán. Em xào có cái bịch mì chút xíu mà em xào hai, một bó rau, một bó cần. Hai củ hành tây. Rồi nhỏ nó ăn hết thịt rồi nó bỏ đi. Để đâu vậy? Ăn hết thịt nó bỏ đi. Rồi mình cảm ơn đại gia đình theo dõi nha. Hẹn gặp lại video sau. Nếu mà đại gia đình ai chưa có bấm đăng ký nhé, bấm đăng ký kênh ủng hộ giùm nha. Cho mình lên 1 triệu like đây. Ngày mai mình sẽ đi Washington DC á, mình quay cảnh mùa thu cho cả nhà xem nha. Đẹp lắm. Năm nào mình cũng đi bên đó hết. Đẹp lắm. Lá vàng. Bay cả nhà. Chúng ta tắt điện thoại cho ba con. Tay sạch tắt Chào. Chào.